Chị có tiền đóng viện phí chưa? Dạ chưa. Hử? Chưa hả? Có mấy ngàn á hả? Trời, có mấy ngàn đây. Thì sáng giờ chị ăn uống gì chưa? À, có cái chị bên kia cháu hụt nó kiên. Bây giờ chị có ăn cháo ăn chiếc gì được không? Không được hả? Không có tiền gì mang theo trong người chị hả? Chị đi về quê mà không có tiền nữa cho chị về. Hả? 100 ngàn đổ xăng. Trời. Có 100 ngàn đổ xăng vậy mà dám về quê. Rồi đi về quê rồi tiền đâu rồi đi lên đổ xăng. Hả? Màn tiền đưa lên á hả? Trời. Rồi chị báo trong nhà biết chưa? Không dám báo ha. À. Hello, xin chào cả nhà, chào toàn thể quý vị thân mến. Xuân Dũng vừa nhận được thông tin có một ca tai nạn giao thông nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Họ không có người thân, họ bất tỉnh và trong người không có tiền bạc. Vì lý do đó, cho nên Xuân Dũng đến đây để xem xét tình hình và muốn hỗ trợ cho họ. Xin mời mọi người cùng theo chân Xuân Dũng đi đến bệnh viện nhé. À, chào chị. Chị tên gì? Nguyễn Thị Mỹ Hiệp. Nguyễn Thị Mỹ Hiệp ha. Dạ. Chị đang làm ở chỗ nào? Em làm ở công ty Kim Hải Phát. Dạ. Rồi chị bị tai nạn từ khi nào vậy? Dạy đi mua cơm. Dạ hả? Dạ. Ai đưa chị vô đây? Công an đưa vô. Công an đưa vô ha. Dạ. Bây giờ chị thấy trong người bây giờ làm sao? Trong người em không có gì hết, mà em chụp cái phân hàm rồi. Sụp quay hàm luôn hả? À, giờ là bị đập về đây, sập nó. Giờ nói khó nói không? Rồi ôi, cái này mổ quá trời đó. Cái này phải mổ rồi đó. Nhà, cái đây là nói chuyện không được luôn. Người thân người thiết của chị đâu? Mẹ già 70 rồi, có đứa con nhỏ, mẹ yếu tim mà em cho hay. À, chị có người mẹ già nay 70, chị bao nhiêu? Em 41. 41 ha. À, 41 sao đây người ta ghi có 40 nè. Ở ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Giàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Theo hiện chấn thương mặt, theo dõi chấn thương sọ não, đa chấn thương do tai nạn giao thông. Chị bị tai nạn ở chỗ nào vậy? Em muốn không biết nữa. À. Dạ hả? Chị không nhớ thôi chứ em có nghe nói bên công an nói là chị bị tai nạn ở đó là chỗ nghĩa trang liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy á, ở quốc lộ 1. Dạ. Rồi chị có chồng con gì không? Có chồng với con 8 tuổi mà thôi, chồng hộ mới đẻ thì hỏi cái giữ nó đi luôn. Dẫn đi luôn hả? Có em nuôi. À, tức là có đứa con 8 tuổi ha. À. Rồi có chồng nhưng mà thôi chồng rồi. Dạ. À. Giờ mẹ thì bị bệnh tim rồi. Có anh chị em gì không? À. Chị có anh chị em gì không? Không, có mình một. Nhà chị có mình một chị đó hả? Dạ. Mà mẹ thì bị bệnh tim. Dạ. Trời. Em có cà phê. Vậy là giống như cuối tuần là chị về quê thăm mẹ đó hả? Dạ. À, là chị bị hôm qua là thứ bảy về thăm mẹ, trên đường đi về thì do nó sao bị chị biết không? Em không biết nữa, không biết sao mà em té không biết. À, hôm qua là có trời mưa đó. Không, về trên này đó không có mưa. Không có mưa nhưng mà hôm qua lúc chị bị đó khoảng tối phải không, mấy giờ? Dạ em chúc cháu mừng đó là đi về 5 giờ. 5 giờ chỗ mừng về đây 5 giờ, chắc về đây phải 7 giờ tối. Về lúc đó là cũng vô đây như là 9 giờ. 9 giờ vậy hả? Dạ. 9 giờ tối. 9 giờ tối. À, vô đến 9 giờ, còn bì ngoài đó là phải 7 đến 8 giờ đó. Từ Sài Gòn mà chạy về đấy phải 2 tiếng hồ. À, đang nhập viện ở đây. À, thưa các nhà, thưa quý vị, đây là một hoàn cảnh mà nhập viện ở bệnh viện Cai Lậy.
bị tai nạn giao thông mà chưa có người thân, không có người thân trên đường đi về quê, thì chị bị tai nạn ở đây và công an đưa vào đây. Chị vào đây thì chị không có người thân gì hết thân chăm lo. Chị có tiền đóng viện phí chưa? Dạ chưa. Hả? Chưa hả? Cũng vết hàng. Hả? Cũng vết hàng. Cái gì? Em cũng vết hàng mà. Có mấy ngàn á hả? Trời, có mấy ngàn đây. Thì sáng giờ chị ăn uống gì chưa? Chị đã cho uống kiến. À, có cái chị bên kia cho hủ nước kiến. Bây giờ chị có ăn cháo chứ gì được không? Không được hả? Máy này công ty cho ha. Rồi chị có không có tiền gì mang theo trong người vậy hả? Vậy đi về quê mà không có tiền nữa cho chị về. Hả? 100.000 đúng sao? Trời. Có 100.000 đổ xăng vậy mà dám về quê rồi đi về quê rồi tiền đâu rồi đi lên đổ xăng hả? Màn tiền đưa lên hả? Trời. Rồi chị báo trong nhà biết chưa? Không dám báo ha. Ờ. Dạ. Rồi chị báo cho công ty của chị chưa? Rồi nha. Dạ. Thì bên công ty chị bây giờ họ nói làm sao? Chị tiếp cái tỉnh. Nhá. Chị nói chị tiếp cái tỉnh. À, vậy ha. Người bên chỗ bệnh viện đã báo với chị đi đóng tiền viện phí chưa? Chưa. Chưa báo ha. Chắc là ngày mai á, thứ hai người ta mới kêu đóng tiền viện phí. Dạ. Là chị thì hoàn cảnh thì khó khăn không có tiền, nhưng mà chị có bảo bên công ty thì cái bên công ty cũng họ nói họ cũng sẽ giúp đỡ cho chị một chút xíu phải không? Thì giúp đỡ đó rồi chắc là họ cho ứng trước rồi đến khi chị làm thì trả người ta trừ lương dần nữa gì, hoặc là bên công ty cũng có bảo mua bảo hiểm cho chị chẳng hạn. Em muốn nghe được. Vậy hả? À, là chị bển đi là xong tông cho chị hả? Ừ. Rồi chị bị gãy chân. Trời ơi. Trời. Bầm chân, gãy chân. Ồ. Nhà mình ở đâu chị? Chị ở Thanh Hòa. Ở Thanh Hòa hả? Trời. Rồi lúc đó khoảng mấy giờ chị biết không? Rồi đó chắc 8 mấy á. Trời. Tại xe chị bị mà trái bố đó, cái gì nó đảo đảo xe chị mới dừng lại, chị điện thoại một kêu người nhà đẩy xe dìm chị. Chị ở sau, chị cờ tới chị đụng chị. Đụng chị không biết gì luôn. Không biết cái sự cố gì tự nhiên mình té lăn ra luôn. Cái giò chị gãy, chị đi không được luôn. Chị đứng lên mà đứng không được luôn. Trời. Chị sụm. Cái công an, cái người kia điện công an lại dẫn xe đi. Bả nằm một đống ở ngoài đường. Chị đây là bị làm người trong đợt vụ tai nạn ngày hôm qua. Là vậy là chị đây là đi thôi, cái đó việc có nói công an xử, nhưng mà chị đây là đi tông vô chị bị gãy chân. Còn chị đây thì bị sụp quai hàm, sụp má, sụp hàm. Rồi bên đó chị có đóng tiền gì chưa? Có tiền gì đóng chưa? Đóng triệu đấy ha. Đó thì cái gì cái việc mà đúng sai thì công an họ xử. Còn em đây thì em chỉ nhận cái sự hỗ trợ là tại vì mình đây là còn có người thân chăm sóc. Em thì bên từ thiện. Em bên từ thiện thì có nghe thông tin báo là chị bị tai nạn mà không có người thân, không có tiền bạc trong người. Thì nên em đến em giúp chị nha. Rồi giúp chị ha. Rồi còn cái chuyện gì mai đúng sai thì tính sau. Rồi em gửi cho chị ở đây là 2 triệu ha. 2 triệu để cho chị có tiền mua thuốc men để ăn uống gì đó. Chị muốn mua gì thì nhờ mấy cái chị ở đây á, gửi tiền mua dùng nha, mua dùng. Rồi bác sĩ mà cần đóng tiền viện gì đó thì chị nhờ người ta đóng dùng ha.
ở đây thì em chia lẻ tiền ra cho chị để chị dễ dễ tiêu xài nè. Ở đây là 1,5 triệu trước nè nha. 1,5 triệu, còn ở đây là 100, 200, 300, 400, 500 rồi. Ở đây là tiền 50.000 tiền lẻ để cho chị dễ tiêu xài á. Chị chứ còn chị đi ấy. Rồi em đưa chị thêm 500.000 đây nữa là 2 triệu ha. Dạ. Yeah. 2 triệu này em hỗ trợ cho chị để chị nói chung là lo viện phí. Còn cái mọi khâu kia thì chị xem thử là có ai giúp đỡ gì thêm, với bên công ty chị có giúp đỡ gì thêm thì tính sau ha. Chứ em biết thấy là chị bị cái mà gò má đó là bị sụp má đó là cũng nếu mà mổ là cũng nhiều tiền lắm á. Dạ. Lên tiền chục đó. Dạ, bèo bèo cũng phải 20. Thì cái số tiền 2 triệu đồng này nè. Đó, đó là số tiền này là của Mạnh Thường Quân hỗ trợ của cái kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Đó là của chú Đạt ở VA của thành phố Phan Chút VA Hoa Kỳ hỗ trợ cho chị 1 triệu. Và của cô Mến ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho chị 1 triệu nữa là 2 triệu nhá. Dạ. 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 Mong ơn chú đó với chị cô đó giùm em. Dạ. Rồi vậy chị ha. Dạ. Rồi em chào chị. Rồi. Rồi chúc mọi người nhanh chóng bình phục nha. Dạ, mọi người mau về viện ha. Dạ. Rồi vậy đó. Trên kênh YouTube Xuân Dũng Tin Nóng Từ Dân. Dạ. Dạ nha. Dạ. Dạ. Rồi chào mọi người. Em ở ngoài tới hết. Dạ. Rồi đây toàn là vâng thưa các nhà thưa quý vị, vừa rồi Xuân Dũng vào trong bệnh viện đa khoa khu vực Cây Lầy tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ cho một ca tai nạn giao thông không có người thân. Chị hiện tại đang ở có người thân là chỉ có người mẹ già và đứa con nhỏ ở quê ở Phú Tân An Giang cách đây khoảng 150 km, và người mẹ già thì đang nhập viện đau bệnh tim cho nên chị không dám là báo về nhà sợ người mẹ sốc. Trong người chị thì chỉ có 100.000 để đổ xăng thôi, cho nên hôm nay Dũng đến hỗ trợ cho chị 2 triệu đồng của chú Đạt và cô Mến để hỗ trợ cho chị đóng tiền viện phí cũng như thuốc men ăn uống qua ngày trong những ngày nằm ở bệnh viện. Một lần nữa xin nha, chân thành cảm ơn chú Đạt và cô Mến. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau. Phần từ bi con đã quay về, tâm con chỉ thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế.